Sáng nay ngày 4 tháng 6, tại Tòa nhà Mặt trận tỉnh diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tỉnh Bến Tre giai đoạn 2024-2029. Tham dự lễ ký kết này có bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã thỏa thuận ký kết chương trình phối hợp với các nội dung tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của ba cơ quan được quy định trong chỉ thị số 28 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị, Luật trẻ em năm 2016 và các văn bản của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về quyền trẻ em kết hợp với pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, nhận thức trách nhiệm của cán bộ đoàn, đội, cán bộ hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo vệ quyền trẻ em các cấp, đoàn viên hội viên và mạng lưới xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Xây dựng mô hình bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, xâm hại, khỏi các hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần, phòng chống vi phạm pháp luật đối với trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em. Ngoài ra, ba cơ quan này sẽ thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo chức năng của tổ chức, phối hợp tổ chức nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, giám sát tình hình trẻ em, thực hiện luật trẻ em và các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em, phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời can thiệp, hỗ trợ giám sát quá trình giải quyết vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chương trình ký kết này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa ba cơ quan, qua đó phát huy mạnh mẽ nhất vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân chất độc da cam dioxin và trẻ em. Đồng thời giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội, từ đó sẽ tạo thêm động lực để các ngành, nhất là đoàn viên thanh niên sẽ tập trung thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực dành cho nạn nhân da cam và trẻ em trong thời gian tới.